Vâng ạ, cháu Ngân xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe cũng là cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên công trình xây dựng nhà tình thương cho cháu Hương và cháu Hoa. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em đang cố gắng là che chát nốt cái phần tường của ngôi nhà còn lại để chuẩn bị sẽ chuyển qua là lợp mái ông bà cô chú ạ. Và Ngân xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến sự giúp đỡ của vợ chồng anh Tiến với chị Chi ở bên Hoa Kỳ đã giúp đỡ thêm cho hai chị em Hương Hoa số tiền là 2.500.000 đồng. Và trong video này thì Ngân cũng vừa mới biết được thông qua chị gái của chị Chi là chị Vi ở trong Đồng Nai cũng chia sẻ là gia đình của các chị cũng vừa mất đi người mẹ kính yêu của mình. Và thực sự là đến ngày hôm nay thì Ngân mới biết được thông tin này. Thì thông qua video thì em Ngân cũng như là các ông bà cô chú thường xuyên theo dõi kênh Cuộc Sống Tây Bắc xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các anh chị. Kính mong là gia đình sớm vượt qua nỗi đau để trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ thì Ngân kính mời toàn thể quý ông bà cô chú là sẽ đi một vòng để xem lại công trình của nhà của hai cháu. Ủa, trong này rông hẳn nhỉ, nếu làm trong này thì lại rông. Còn trong này mỗi còn mỗi này anh còn mỗi cái mép cửa thôi đúng không? Còn trong như cái này là xong hết rồi nhỉ? Vâng, trong này anh em đã làm gọn gàng sạch sẽ xong hết rồi, chỉ còn mỗi cái phần mép cửa này thành tôi đông bạc rồi ạ. Cửa sổ những cái này thì làm cũng không chắc là không đáng mấy. Đây bên này cũng xong, dưới thậm chí là dưới nền này thì các anh em cũng đã san đều rồi. Trong phòng trong này chắc chắn cũng vậy rồi. Khô nhanh nhỉ, mưa nắng mà cũng khô nhanh thế, nắng oi quá, nhiệt độ nó oi, nó khô quá, nắng quá nắng. Vâng, và không khô, khô quá. Tôi làm nhà mùa này thì được cái là nó nếu mà chát tường nhanh như này thì nó cũng khô nhanh, nó không ẩm ẩm, nếu mà có sơn có gì thì lại thì dễ làm. Như cái mùa đông thì nhiều khi chát tường mãi đến cả tuần cả nửa tháng mà vẫn còn ẩm. Đấy, phòng này thì các anh em cũng đã hoàn thiện rồi, cũng còn mỗi cái mép cửa sổ này thôi, lại cái cửa chính ra vào này nữa. Phía sau này à, đấy nhìn ra phía sau này thì thấy gọn gàng quá ông bà cô chú ạ. Lúc mà chưa làm thì thấy cái chiều rộng của ngôi nhà là có 4 mét thì thấy có vẻ nó cũng hơi nhỏ, nhưng mà thực tế ra khi mà làm ra thì cũng thấy nó vừa vặn quá ông bà cô chú ạ. Đấy, phòng ngủ phòng khách thì mình không, ông bà cũng thấy rồi, như vậy khu nhà bếp ngay chỗ này thì mình thiết kế như thế này sau này cũng rất là gọn gàng, cũng còn chỉ cần nho nhỏ như các cháu như thế này thôi. Thứ nhất là có cái kệ ở chỗ này, là sẽ có một cái công tắc điện này đấy, và dưới này thì sẽ có một cái kệ này để bếp ga đúng chỗ này để các cháu nấu nướng thì hơi mùi rồi khói nó sẽ bốc ra bên ngoài thì cũng đỡ mùi trong ngôi nhà này. Còn kéo ra bên này thì một cái góc nhỏ nhỏ này là sẽ làm cái bồn rửa bát rửa cho cháu. Ngay chỗ này thì có thể là làm để cái tủ để treo lên chẳng hạn, để bát đũa chẳng hạn, hoặc là nếu có điều kiện thì có thể là làm cái tủ nhỏ nhỏ để dưới góc này cũng được. Đấy, còn bên dưới này thì cũng là cái hốc của cái kệ bếp ga thì mình sẽ để những cái đồ lùng cùng lình kỉnh như xoong nồi rổ đá cho các cháu. Đấy, còn giữa này thì nếu hai chị em ở đây thì chỉ có ăn cơm ở chỗ này thì cũng thoải mái. Riêng nhà vệ sinh của các cháu thì ông bà thấy là khi mà đóng cái cửa này lại thì nó kín mít hoàn toàn luôn, bởi vì là bên trên là đổ trần như thế này. Cho các em phần tường của cái nhà vệ sinh này thì Ngân cũng nói với anh em là chưa vội phải làm chát mịn, bởi vì có thể là sẽ nếu như được quý ông bà cô chú giúp đỡ thì nguyên cái phần nhà vệ sinh này đúng ra là ngày trước thì có chú Toàn ở bên Hoa Kỳ là giúp đỡ rồi phần kinh phí để mua đá, nhưng mà do là thiếu để mua vật liệu là xi măng để chát tường nên là Ngân lại phải sử dụng vào cái số tiền đấy để
mua xi măng trước, cho nên là cái phần mà làm trong nhà vệ sinh này hiện tại là chưa có chi phí để mà chuốc. Nên là bên trên này anh em cũng sẽ làm sao đấy cho nó đẹp bên trên này này. Đó. Còn bên này thì nếu đúng ra có đá thì cái này nó có 2 mét thôi, thì mình sẽ úp từ trên kia xuống hết cái nhà vệ sinh này luôn, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, còn đây là ô thoáng của nhà vệ sinh này. Đấy. Để tầm này thôi mà chú ạ, cao như này thì như này nó sẽ nhìn rất là hợp lý luôn, là có cái mùi gì nó sẽ bốc ra hẳn ở bên ngoài. Làm cái này thì nó kín đáo, không có cái mùi gì nó thoát ra bên ngoài, bởi vì là cái nhà này là ngân thiết kế khép kín. Và đấy, nhìn góc này rất là gọn gàng, đáng yêu đông bào chú ạ. Này mà sau khi mà hoàn thành thì chắc có lẽ là cũng nhìn nó vừa hợp lý. Hy vọng là sẽ sớm xong ngôi nhà để dọn bàn thờ của anh là bố của các cháu là về dưới kia. Chứ để bên ngoài này thật ra đi lên đi xuống này anh em ngân thì thật ra không dám nói ra nhiều, nhưng mà cũng thấy tội ông bà của chú ạ, cũng thấy có điều gì đấy chạnh lòng thương cho các cháu. Nhưng hy vọng là sẽ sớm hoàn thiện ngôi nhà. Sau khi ngôi nhà mà được anh em thợ mà chát tường gần xong như này thì theo như bản thân ngân thì cũng thấy rất là gọn gàng, nhỏ nhỏ vừa vừa xinh xinh, nói chung là đủ cái diện tích để cho các cháu có thể là sử dụng lâu dài, và nó cũng rất là chắc chắn. Để nếu mà quý ông bà của chú mà theo dõi ngay từ đầu thì mới biết là từ cái phần móng trở lên thì anh em ngân đã làm cái căn nhà này rất là kiên cố, rất là chắc chắn, sử dụng lâu dài cho các cháu rồi. Móng thì đổ rằng rộng, xây bằng gạch đỏ này. Đấy, bên trên cũng có rằng này. Và hiện tại nhìn thấy là buổi chiều nay anh em sẽ cố gắng, nếu mà không mưa. Đấy, cũng rất là ái ngại cái thời tiết ở khu vực này ông bà cô chú ạ. Đấy, nhưng ông bà cô chú thấy là ngay bên phía cái đỉnh núi phía trước ngôi nhà thì cũng là mây đen kéo đến rồi. Nhiều lúc nó mưa nó cứ theo từng cơn, nhiều khi nó mưa xuống ngọn mòm mòm một lúc tầm 15-20 phút xong nó lại bắt đầu lại tạnh, tạnh anh em lại tranh thủ ra làm, và bắt đầu nó lại mưa xuống ngọn mòm, lại cứ giống như kiểu thời tiết trêu người. Nhưng anh em cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện cái phần mà chát tường trong ngày hôm nay. Và thật sự ngân rất là kính mong quý ông bà cô chú sẽ giúp đỡ về phần kinh phí để lợp mà mái nhà chống nóng cho hai chị em cháu Hương với cháu Hoa. Ngân cũng đã báo cắt tôn rồi, nó thật sự là về kinh phí để làm cái mái tôn thì chưa đủ ông bà chú ạ. Đấy, vẫn còn thiếu riêng cái mái tôn nhà này thì anh em Ngân tính cả về cái phần mà sắt để làm cái chăn song cửa này, cộng với những cái phần mà mái tôn với lại phần sắt ở trên làm cái khung á, thì ước tính khoảng tầm khoảng độ 13 đến 15 triệu thì hiện tại đã có một nửa, cộng với lại phần ngày hôm nay thì Ngân nhận thêm số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng của anh Tiến với chị Chi ở bên Hoa Kỳ giúp đỡ. Như vậy là cũng còn thiếu một ít nữa, thì kính mong quý ông bà quý chú là cũng thương tình để giúp đỡ cho hai cháu để sớm Ngân lại chuyển sang làm cái phần nền. Phần nền nếu như không có đủ tiền để lát đá thì sẽ cố gắng là tráng cái phần nền cho các cháu sạch sẽ, như vậy để các cháu cũng dễ vệ sinh. Còn trong nhà vệ sinh thì cố gắng làm sao đấy để sẽ lát được cái phần bên dưới để cho các cháu khi mà sinh hoạt có nước thì nó cũng không có đọng lại nhiều, thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Đấy, còn hệ thống đường nước thì cũng tốn kém hơn so với những cái căn nhà khác rất là nhiều, bởi vì là phải mua cái dòng ống to mà cô chú ạ. Đấy, từ chỗ cái bể phốt này ra tận ngoài chỗ ngoài cống ngoài đường kia. Đấy, xa khá là xa. Rồi phía sau này thì phải mua cái máng này. Khi mà nước mà chảy từ trên cái mái này xuống thì sẽ có cái máng hứng cái nước, thì sẽ chuyển một cái bình nước màu xanh xanh mà các cháu được
cái bên tổ chức xã hội nào đấy tặng thì sẽ chuyển qua bên này để đựng nước, hứng cái nước mưa. Bởi vì hiện tại các cháu cũng chưa có giếng để sinh hoạt mà phải xin nhà hàng xóm thôi. Bên trên kia thì sóng ầm ầm mà bên dưới lại cũng có nắng. Chiều này chưa chắc đang mưa đến nhá, có khi lại chiều tối ấy. Công nhận khu này khó mưa nhỉ. Cuối cùng không mưa nhá. Lạ thật. Có hôm tự dưng xuống ầm ầm. Còn nốt những cái mép cửa này là cái đằng trước này là xong đấy nhở? Để chát thì nhanh, chủ yếu mấy cái mép này nó lâu hơn đấy. Bước đầu để cái đường lối đi này tầm này cảm giác nó còn hẹp hẹp nhỉ, mà bây giờ nhìn thấy rộng thế. Đi thoải mái, hai ba người tránh nhau còn được cơ mà. Này bê mâm cơm thoải mái nhỉ. Cảm chừng 4 mét cảm giác nó nhỏ thế nhỉ. Nhưng bây giờ nhìn nó cũng vừa vặn, cũng không phải là nhỏ. Vừa xinh, chủ cái là nó hơi sâu hơn một tí thôi. Bình thường ra thì chỉ làm 10 mét thôi, đằng này phải đến 13 mét mấy thì nhìn cảm giác đi cái lối đi này nó hơi sâu. Nhưng mà thật ra thì phòng vẫn gọn gàng, đầy đủ. Các cháu thì làm gì có khách mấy đâu. Để mà cần phòng khách nhưng mà vẫn phải có thôi. Ví dụ như thi thoảng có ông bà đến chơi, chẳng lẽ lại vào phòng ngủ hay là vào nhà bếp thì nó kỳ. Đấy, vẫn phải có cái khu này. Sau này thì chỗ này thì treo cái bàn thờ bố cho các cháu ở chỗ này. Góc này. Còn bên dưới này thì thôi không có cái gì, thì có chiếc chiếu thì mình trải bên dưới cũng được. Vậy cái này thì chắc là có lẽ với tình hình khó khăn như này thì khả năng là tráng để xi măng thôi. Chạy mưa thôi. Quả này là sập trời đấy. Khiếp, khủng khiếp. Thôi, trời này đen xi hết rồi. Cái này không tránh khỏi rồi. Nghỉ thôi anh ơi. Không chạy thì mưa đến rồi đấy. Mưa to ấy kiểu này ấy. Đây, gió bắt đầu đến và mưa đến rồi đây. Kiểu này là khả năng là sẽ mưa rất là to. Này còn sợ gió bão ấy. Mưa gió này lại lo nhất cái nhà ba của các cháu đang ở tạm bợ ở trên kia thôi. Không biết là có trụ nổi không bào trụ, bởi vì là nhìn nó cũng sập sệ lắm rồi. Mà cái mưa cái mùa này khó lường lắm, nhiều lúc có thể là mưa đá, nhiều lúc có thể có những cái trận mà gió lốc gió xoáy ấy, mà cái nhà trên kia mà dính vào một cơn thì thôi thôi rồi, không trụ được, nó tạm bợ quá. Đây, xung quanh bầu trời đã đen kịt như thế này thì không tránh khỏi cái chuyện mưa được. Thấy một số anh em ở trên Hà Giang thấy còn có lũ quét, rất là sợ. Đấy, ở Hòa Bình thì cũng thường xuyên xảy ra ông bà chú ạ, rồi sạt lở ở những cái đường đi nữa cơ. Cho nên đi làm vào khu vực nhà cháu khi mà di chuyển về thì cũng rất là lo lắng nhỉ, đặc biệt là ban đêm đi thì tầm quan sát mình nó hạn chế. Vậy là cũng còn ít như này thì có thể là một là nếu mà mưa mà không lâu á mà còn thời gian thì anh em sẽ ra làm nốt, còn không thì cái này bắt buộc là phải trong một buổi sáng mai nữa để làm nốt được cái phần này. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì coi như là cái phần chát tường của ngôi nhà đã cũng xong rồi, bởi vì là chát cái này thì nó rất là nhanh thôi. Cát này thì coi như là đủ để chát cái phần tường còn dư. Như vậy là cát để tráng nền bên trong nhà này,
rồi làm bể phốt này, rồi sau này làm cái góc sân nhỏ cho các cháu thì lại còn thiếu đây. Đặc biệt là cái phần nền trong nhà thì không thể không làm được, sân thì có thể là không có nên mình khắc phục sau. Xi măng trong kia còn không chị? Còn là 7-8 bao nữa chú ạ. Còn 8 bao ạ? À? 8 bao. Còn có mấy tạ? 150. 4 tạ nữa. Còn có 4 tạ. 4 tạ riêng làm cái nền này như vậy là cũng còn thiếu đến chắc là phải hơn tấn nữa rồi. Đấy. Còn phần sân này nữa nếu tính ra. Còn vật liệu còn thiếu khá là nhiều ông bảo chú ạ. Sau này thì khu nguyên cái khu nhà bếp này sẽ có một cái bóng điện. Đấy, mỗi phòng một bóng này. Ngoài hiên này phía trước là một bóng, trong nhà khách là một bóng này. Có lẽ là ngay chỗ cái tường bên này thì cái lối đi này cũng nên để một cái bóng cho cháu này. Hoặc để bên kia chẳng hạn. Một bóng cho nhà vệ sinh và một bóng ở phía sau. Nhà này tương đối là nhiều và dây điện cũng đi khá là dài, lằng ngoằng. Rồi trước mắt là lợp từ đây ông bà cô chú yên tâm, kể cả như không hoàn thiện được cái phần nền thì cùng lắm thì cũng có chỗ để che nắng che mưa rồi. Nền thì sẽ tráng sơ qua thôi. À, ra đây thì hỏi anh Dung xem nào. Không ăn thua đâu, mưa to này. Tráng cái phần nền nếu mà mình không lát đá được thì tầm mấy tạ xi anh nhỉ? Phải, nếu mà tráng cửa kia cũng phải tầm khoảng độ 5-6 tạ hơn nữa nhỉ? Hơn nhỉ? 8 tạ. 8 tạ anh nhỉ? Bởi vì cái nhà này nó rộng nè, dài, đúng không? 8 tạ. Một phòng cho là 3 tạ đi. Một phòng 3 tạ, thế thì phải đến hơn tấn rồi. Phòng kia hơn đấy, nếu mà là mình không có đấy là nếu mà lát thì mình tráng mỏng hơn thì lát nó đỡ thì nó lại ít chi hơn cái chi không... còn nếu mà tráng kiểu kia là lại nhiều hơn đúng không? Lát thì nó lại phải tốt hơn mà tốt hơn có thể là tốn chi hơn cái đấy. Rửa sạch rồi cuối cùng lại quay quay ra làm. Đúng là thời tiết thì buồn cười, hay thật đấy. Mưa bây giờ là tạnh rồi. Mưa có vài hạt đấy, không đáng kể. Anh em lại phải quay lại làm đây. Mưa nó không mưa hẳn mà nó cũng không tạnh hẳn. Cuối cùng lại chắc là không mưa nữa. Thế này lại phải lôi đồ nghề ra làm lại à? Giờ lại ngon đấy. Giờ lại ngon nhỉ? Anh Dung với các anh em là thấy rửa bay rửa đây hết rồi, cuối cùng này lôi ra làm lại đây. Nhà như này mát nhỉ? Cuối cùng là có mưa đâu. Hoặc là đêm khuya mới mưa anh ạ, khả năng. Nhưng mà xung quanh mưa to lắm. Xung quanh ấy. Vâng. Xung quanh khu này là mưa to, nhìn vào đen xi mưa xuống ấy. Cuối cùng lại đây không mưa. Chứng tỏ khu này là kiểu như đồi núi anh ạ, nó ở trên kia cái luồng theo luồng gió nó thổi. Mưa. Lúc nào mưa thì mưa to, nhưng không mưa thì rất là khó mưa. Không mưa thì anh em lại làm thôi. Mưa không kịp chạy nữa. Cuối cùng đấy. Vậy là mấy cái viền cửa thì các anh em làm cũng gần xong rồi. Những cái cửa bên ngoài này, cửa phòng này thì anh Dung đã làm xong rồi đâu. Bên ngoài thì anh em đang mắc giàn giáo để chuẩn bị là chát tường, bởi vì là bên trong này cũng xong hết những cái mép cửa hết rồi. Cửa phòng trong này, bên cửa sổ cũng vậy này. Cửa nhà vệ sinh cũng vậy này. Cửa bếp thông ra phía sau cũng vậy này. Vẫn cứ sống ở mầm và mưa
tuy là không có mưa to, từ này chắc về sớm muộn thì nó cũng mưa thôi. Dẻo thế, đúng chỗ không? Đúng rồi. Nhiều chuẩn đấy. Chưa có kinh nghiệm. Đẩy quá. Ui. Thế thấy chị làm mới đẩy mới mới thấy là khó nhỉ. Không phải là, ví dụ nó là cát hay cái gì thì là dễ. Đấy, cần thấp đấy chú ạ, cần có chỗ làm cao hơn nữa cơ. Dạ. Nhưng mà làm cái này thấy có vẻ nó giống như là kiểu nó nước nước ấy, khó làm. Không nên cho nó phải đúng đúng kiểu của nó. Ông trời ủng hộ cho nó xong cái này rồi. Hôm nay gần như là trọn vẹn được cái phần cắt tường. Ui, công nhận là dẻo thật. Này chỉ làm một ngày mà tầm chục xe như này là cũng mệt đấy. Cái phần cửa sổ, tất cả có 3 cửa sổ này thì mình vẫn làm cái mi mắt anh ạ. Nhưng mà chắc là mình thiết kế bằng cái kiểu như là cái tôn, miếng tôn thôi. Tôn nếu mà cái khung nhôm nó làm theo cái kiểu cái nếu mà cái khung chuẩn thì nó có cái kiểu nó đẩy ra chắn che cả mưa luôn. Ô thoáng đấy. À. Nhưng mà mình làm gì có tiền mà làm cửa đấy. Cửa đấy là nhiều tiền hơn. Kiểu đấy là đắt tiền đấy. Đắt tiền. Cửa này mình tận dụng thôi. Nó đẩy ra đẹp lắm đấy cửa. Vâng. Nhưng mà thôi cố gắng là kiểu mình làm sao đẹp. Hay làm những cái căn khác hơn đúng không? Vâng. Nhưng mà cố gắng hàn xì sao nó cho nó đẹp rồi được. Chứ mà làm cái cửa kiểu kia thì tốn tiền lắm, chưa biết làm cửa kiểu gì đây này. Vâng. Không chừng nếu mà không có điều kiện làm cửa thì phải chắc là phải lấy cây sắt đấy chứ, xong rồi cắt lấy cái tôn xanh ấy. Làm tạm cho cái cháu không được. Cái này làm để bóng lống này là cũng không được này, con gái. Cái này che mưa che gió đã. Vâng, kín đáo nó được. Chứ mà để không thì cũng không được. Để cái này mưa gió với lại các cháu con gái con đứa mà khu này nó cũng vắng vẻ ban đêm ngủ rồi các cháu sinh hoạt cá nhân nó bất tiện lắm. Làm như cái cửa ngày trước của các cháu ấy. Em định tận dụng nhưng mà cái cửa các cháu ngày trước làm nó làm nhỏ lắm. Cái cửa ấy làm nhỏ tí à. Bé quá. Bé. Mình làm thế thì nó không sáng, không có ánh sáng. Sau này ví dụ mai mốt mà hàng xóm mà xây nhà lên rồi mà cái cửa như thế thì làm gì có ánh sáng vào đâu. Vâng, nó bí, muốn làm rộng rộng như này cho nó thoải mái, nó có ánh sáng, có chút gió nó vào cho nó đỡ nóng. Nên cho nên là không tận dụng được. Anh em cứ nếu mà không mưa này cứ triển khai anh nhé. Em chắc là bây giờ em phải đi ra trước đây. Không biết là thấy nhìn ra cái đằng hướng đi là thấy mưa to, không biết là có sạt lở thì cái đường đi không nữa. Với lại đi qua mấy cái ngầm sợ nó mưa to, nó nước nó lên này không đi được, tối đi nhìn tầm nhìn nó kém anh ạ, cũng lo lắm. Một là đi qua cái đoạn núi mà từ bên Gia Mô mà qua ấy. Đó. Hay bị ngập, sạt lở này kia nó cũng sợ. Thì chắc chưa đến nỗi đâu mưa này, nhưng mà sợ cái nước, cái nguồn nước nó từ trên rừng nó xuống không qua mấy cái ngầm ấy. Về phòng trước. Anh nhá, anh em cứ làm thôi. Vâng. Vâng, dạ vâng. Cũng rất là nhanh quý ông bà cô chú ạ. Như vậy là sau ngày hôm nay thì trên ngôi nhà của cháu Hương và cháu Hoa, về phần chát tường anh em đã hoàn thiện rồi. Còn một chút cái phần phía
đầu hiên ngôi nhà thì anh em sẽ cố gắng làm nốt, có thể là sẽ liên quan đến một chút kiểu buổi sáng ngày mai nữa là sẽ trọn vẹn cái phần chát tường. Cháu Ngân rất là mong sẽ nhận được thêm những sự giúp đỡ, tình cảm, yêu thương của toàn thể quý ông bà, cô chú bớt chút những cái chi tiêu của mình để giúp cho hai cháu Hương Hoa có cái ngôi nhà trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn, để giúp cho các cháu cũng sớm được về sinh hoạt trên ngôi nhà mới này. Video ngày hôm nay cháu Ngân sẽ khép lại tại đây. Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý ông bà, cô chú ở những video tiếp theo của kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Cháu Ngân xin chúc toàn thể quý ông bà, cô chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào.